Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, chúng ta có thể thấy được rằng Việt Nam chúng ta đang cùng nhau đang phải đương đầu với sự quay trở lại của virus COVID-19. Sẽ có rất nhiều nỗi lo trong xã hội, nỗi lo từ phía người dân, nỗi lo từ phía những doanh nghiệp, hay thậm chí những nghệ sĩ như Đạt cũng sẽ có những nỗi lo riêng. Nhưng mà điều chúng ta trong thời khắc này cần quan tâm và chăm sóc hơn nữa, đó là chúng ta hãy chăm sóc và động viên tinh thần đến một lực lượng đã thay mặt cho chúng ta để chiến đấu trực tiếp cùng với virus COVID-19. Quý vị và các bạn có thể bắt gặp được những hình ảnh một bác sĩ họ sẽ hy sinh mái tóc của mình để phục vụ cho công cuộc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Hay trên mạng xã hội, quý vị có thể thấy được một hàng người các bạn tình nguyện viên là những nhân viên y tế, họ đang cùng nhau chung tay tình nguyện để đi vào những khu cách ly để hỗ trợ thêm cho sự chăm sóc và điều trị những bệnh nhân. Chính vì vậy, những người như chúng ta là phía ngoài, phía hậu phương, thì chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ tinh thần thật mạnh mẽ hơn nữa cho những chiến sĩ thầm lặng của chúng ta, những nhân viên y tế, những y bác sĩ, những anh công an hoặc là những bạn nhân phòng đang cùng nhau chiến đấu với virus COVID-19. Và nhân đây thì Đạt cũng xin gửi lời cảm ơn chân tình đến những chiến sĩ thầm lặng của chúng ta, là những người đã giúp đảm bảo cho sự an toàn của toàn xã hội trong thời gian nóng bỏng hiện nay.